Ngày hôm nay 22 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định sẽ thành lập đoàn thanh tra liên ngành về việc thực hiện thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng với đó thì có ít nhất là 3 cán bộ thuộc các phòng chức năng của Sở Xây dựng Hà Nội bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ thanh tra. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh trên một số tuyến phố thời gian qua. Thời gian thanh tra chậm nhất trong 30 ngày và phải báo cáo kết quả để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định. Ngoài ra, việc yêu cầu giám đốc và phó giám đốc Sở Xây dựng trực tiếp liên quan đến vụ việc phải tiến hành kiểm điểm cá nhân thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo sở này tạm đình chỉ công tác các cán bộ liên quan bao gồm trưởng phó phòng môi trường, công trình ngầm, Sở Xây dựng để phục vụ điều tra. Hiện Sở Xây dựng Hà Nội cũng đang rà soát toàn bộ lại quy trình thay thế, cải tạo cây xanh thời gian qua để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong thời gian tới.